Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ hai cách gói bánh giò chay rất dễ. Nguyên liệu để gói bánh giò chay thì rất là dễ mua, mà món bánh giò chay này ăn rất là ngon. Mình làm để thay đổi khẩu vị cho gia đình, ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối đều ngon luôn. Rồi mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để làm bánh giò chay thì mình phải có cái nhân bánh giò chay, thì ở đây mình có là 100 g cái tàu hũ kia lá tươi. Chuẩn bị sẵn cái nồi nước sôi, mình cho cái tàu hũ kia lá tươi vô mình luộc. Mình luộc cái tàu hũ kia lá tươi này chừng 3 phút cho rã ra. Trước khi luộc á, mình rửa sơ cái tàu hũ kia lá tươi này đi nha các bạn. Rồi luộc rã ra như thế này, tắt bếp. Chút ra rổ cho ráo nước, mình cho vô một xíu muối mình là trộn. Cái tàu hũ kia luộc này mình cho muối vô là nó sẽ rất là nhanh rút nước đó các bạn. Rồi cái tàu hũ này nguội và ráo nước thì mình cho vô cái túi vải đa năng này mình dắt thật là ráo nước, rồi mình cho vô cái cối này mình giã. Mình giã cái tàu hũ kia nát ra như thế này là được. Tiếp đến là mình sử dụng 100 g nấm bào ngư xám mình đã ngâm nước muối rửa sạch rồi. Xé nấm bào ngư ra. Xé ra xong rồi mình cho vô cái túi vải đa năng này mình dắt cho thật là ráo nước. Dắt nấm bào ngư ráo nước rồi mình băm ra cho nhỏ, cắt như thế này thì cũng được đó các bạn. Tiếp đến mình cắt 15 g nấm mèo khô đã ngâm nở ra được nhiêu đây. Cắt xong quay trở lại băm cho nhỏ. Tiếp đến là 20 g nấm đông cô khô ngâm nở ra được nhiêu đây. Bạn nào không có cái cân thì mình ngâm 10 tay. Cắt xong rồi mình quay trở lại cắt nhỏ ra. Cắt ra xong mình băm cho nhỏ ra. Làm món bánh giò chay này tất cả mình băm bằng dao như thế này á, mình làm cái nhân sẽ ngon hơn là xay bằng máy nha các bạn. Bạn nào không có thời gian để băm mà mình xay bằng cối thì xay, nhưng mà làm bằng cối xay sẽ không ngon bằng băm như thế này ha. Tiếp đến là mình cắt củ cà rốt 100 g. Quay lại cắt sợi nhỏ. Rồi quay lại băm cho nhỏ. Tiếp đến là củ sắn. Mình chỉ sử dụng một ít thôi, nhưng mà mình quay nguyên củ như thế này để có một số các bạn ở miền Bắc không biết là cái củ gì ha. Mình cắt lấy chừng 100 g thôi. Cắt xong rồi mình quay lại mình cắt sợi băm nhỏ ra. Cuối cùng là mình cắt 5 đến 10 gram hành ba rô, đập dập hành ba rô băm nhỏ. Chỗ bạn nào mà không mua được cái hành ba rô thì mình sử dụng bằng cái hành lá này cũng được. Rồi mình sơ chế xong hết nguyên liệu rồi, tiếp đến bắt chảo lên cho nóng, cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho cái hành ba rô vô, mình phi cho hành ba rô dậy mùi thơm.
hành dậy mùi thơm, rồi mình cho cái nấm đông cô vô trước, mình xào khử để cho cái nấm đông cô này hết đi cái vị hăng hắc. Xào khử nấm đông cô hết đi cái vị hăng hắc rồi tiếp đến mình cho cái nấm bào ngư vô, mình cũng xào khử nấm bào ngư chừng 2 đến 3 phút để cho cái nấm bào ngư phân lại và hết đi cái vị hăng hắc. Nấm bào ngư phân lại hết cái vị hăng hắc rồi mình cho cái nấm mèo vô. Nấm mèo thì không có vị ăn hắc nên mình xào chừng 30 giây đến 1 phút là được. Tiếp đến mình cho cái cà rốt vô. Cà rốt lâu chín nên mình xào chừng 3 phút. Rồi mình xào cái cà rốt được 3 phút rồi mình cho cái củ sắn vô. Rồi mình xào cái củ sắn cho săn lại. Rồi tất cả cái hỗn hợp nhân chay làm bánh giò đã dậy mùi thơm rồi á, mình giảm lửa nhỏ lại, nêm vô 1/4 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng cà phê bột nêm chay, 2/3 muỗng cà phê đường cát. Bạn nào có ăn bột ngọt nêm thêm bột ngọt, mình không ăn bột ngọt nên mình nêm đường để thay thế cho bột ngọt. 1 muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào chay. Rồi mình xào trộn cho thấm gia vị. Dặn lửa lớn lên ha các bạn, để cho cái nhân ráo ráo. Và cuối cùng là mình mới cho cái tàu hủ cái lá tươi hồi nãy mình quét giả đó. Rồi mình xào chung luôn. Rồi xào thấm gia vị rồi mình nêm vô một ít tiêu xay theo khẩu vị gia đình. Ở đây thì mình nêm nửa muỗng cà phê tiêu xay. Có cái tiêu xay vô thì cái nhân bánh giò chay sẽ dậy mùi thơm rất là ngon. Tiêu đều rồi, dậy mùi thơm phức nước mũi. Rồi cuối cùng là mình cho vô chừng 1 muỗng canh bột bắp. Cho khô như thế này luôn được ha các bạn. Rồi mình cho một ít như thế này, khi mà mình gói cái bánh cái nhân không bị đổ. Mình cho chừng muỗng canh thôi các bạn, cho nhiều quá thì cái nhân sẽ lên không có ngon ha. Rồi mình trộn qua trộn lại nhân chẻo như thế này nè, rồi tắt bếp. Tiếp đến mình pha bột. Ở đây mình sử dụng cái chai nước suối 500ml để mà mình đong nước nè, một chai. Hai chai. Với trọng lượng hai chai nước này là trọng lượng bột là 550g á. Nếu như mà bạn nào muốn ăn cho cái bánh giò chay mềm dẻo hơn thì mình có thể là cho vô chừng 100ml nước nữa, tới thêm một khúc này nữa. Còn nếu như mà bạn nào thích ăn cho chặt dẻ dẻo khô một chút thì mình sử dụng là hai chai này là 1 lít 1000ml nước ha. Mình này mình sử dụng 1000ml nước. Một bịch bột gạo 400g. Mình sử dụng bột gạo nào cũng được hết đó các bạn. Rồi tiếp đến là một bịch bột bắp 150g. Mình pha thêm cái bột bắp vô để cho cái bánh giò chay thơm béo ngon. Mình nêm vô một muỗng bột nêm chay, muỗng cà phê ha các bạn, một chút xíu muối, chừng 1/4 muỗng cà phê thôi. Cái gia vị nêm các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. Mình muốn cái bánh giò chay dẻo dai ngon thì mình nêm vô chừng một muỗng cà phê nước mắm chay. Rồi mình khuấy cái bột ha. Rồi mình cho vô một muỗng canh dầu ăn để chút nữa mình gói bánh không có bị dính lá nè. Cho thêm chút nữa đi. Rồi khuấy cái bột cho tan. Rồi khuấy bột tan xong rồi mình cho vô nồi. Trá
ráng một xíu nước vô cái thau để bỏ uổng. Rồi bắt lên bếp. Bật lửa lên nấu nè. Mới đầu mình cho lửa lớn. Khuấy bột đều tay. Mình khuấy mà cảm giác cái đũa rít rít ở dưới cái đáy nồi rồi thì mình giảm lửa nhỏ lại các bạn. Bột bắt đầu sền sệt lại rồi nè. Mình cố gắng khuấy cho đều tay, đừng để cho bị ốc đâu. Đây, bột càng ngày càng sệt ha. Các bạn lưu ý kỹ giúp mình là ở cái giai đoạn bột đã sệt lại thì mình giảm lửa nhỏ lại, chứ đừng có để lửa lớn là sẽ bị cháy khét ở dưới cái đáy son ha. Đây, bắt đầu nặng tay rồi nè. Thấy chưa? Khi mà mình khuấy cái bột thấy nặng tay rồi thì mình tắt bếp luôn đi, rồi mình nhắc xuống. Nhắc cái bột ra khỏi bếp luôn, khuấy cho dễ ha các bạn. Tùy theo cái son ha, cái son inox nhà mình này rất là nóng. Nên ở cái giai đoạn này các bạn mình nhắc ra khỏi bếp đi rồi mình khuấy. Khuấy đừng để cho ốc trâu nè. Khuấy như vậy cho thật là dẻo. Rồi sau một hồi mình khuấy cái bột đã rất là dẻo mà cũng rất là mịn rồi nè. Dẻo nặng tay như thế này. Đồng thời cái bột mịn thì mình gói bánh mới ngon ha các bạn. Rồi, rồi mình gói bánh ha. Mình làm số lượng ít nên mình nhúng cái lá này qua nước sôi là mình gói. Còn bạn nào làm số lượng nhiều thì mình phơi nắng ha. Ở đây là hai lớp lá trái nè, lá phải nè. Lưu ý là mình để cái lớp lá phải này ở trên để khi mà mình gói bánh không có bị dính lá. Rồi mình xếp lá lại như thế này. Rồi mình gấp chéo lại như thế này. Rồi mình gấp cái mép lá cho bằng với lại mép lá này. Rồi cái bước này mới quan trọng nè các bạn. Nếu như mình bỏ bột không đúng là bột sẽ lọt ra ngoài ha. Nè, cái lớp lá này nè, mình kéo hết qua. Kéo hết mép lá qua luôn. Rồi. Đây ha. Nhúng cái muỗng vô trong cái dầu ăn này. Mình cho vô cái lá này một ít cái dầu ăn để đảm bảo là cái bánh không bị dính lá nè. Rồi múc bột cho vô lá nè. Rồi mình trét cái bột ra cho đều đều. Mình thích ăn nhiều bột thì mình cho bột nhiều ha. Đó. Tiếp đến là mình lấy một miếng nhân cho vô, ép lại cho chặt chặt một chút, khi mình ăn cái bánh nó không có bị đổ cái nhân tùm lum hết các bạn. Tiếp đến mình dứt miếng bột nữa, mình cho lên trên rồi mình trét cho lấp cái nhân lại. Làm món bánh giò này rất là dễ, chỉ hơi cực một chút ở cái khâu mà khuấy bột thôi. Rồi mình xếp bánh nè các bạn. Nếu mà cái mép lá này bự quá thì mình bẻ vô một miếng. Rồi như vậy thôi, rất là dễ nè. Mình bẻ cái đầu lá này nè, luồn vô đây ha. Dắt đầu lá vô trong này nè, bằng đẹp như thế này ha. Rồi thành một cái bánh giò này nè, trông rất là đẹp mắt. Chuẩn bị sẵn cái nồi hấp mình xếp vô luôn. Rồi tiếp đến thêm một cách gói rất là đơn giản, cũng hai lớp lá. Rồi mình cho vô một ít bột. Cái muỗng này nè, mình nhúng dầu á thì sẽ không bị dính bột vô muỗng ha. Trét
cái bột ra. Rồi mình cho vô một miếng nhân. Nhân này nhiều hay ít là tùy theo sở thích gia đình ha. Rồi mình cho vô một miếng bột, mình đậy cái nhân lại. Mình trét lên trên cái lớp bột này một miếng dầu ăn nè. Thì sẽ không bị dính lá ăn. Và mình xếp lá đơn giản vậy thôi nè. Xong mình lật cái sống bánh lại. Chặn cái tay lại như thế này. Rồi xéo như này cho cái u chút cho đẹp á các bạn, còn không có khó quá thì mình cứ xếp ngang. Rồi cái bánh xếp lại nó nhu nhu lên như vậy nè. Xếp bánh vô. Rồi hai kiểu gói ha. Rồi chứ lần lượt mình gói cho tới hết. Rồi mình gói xong hết bánh rồi nè các bạn, bây giờ mình hấp ha. Rồi mình đậy nắp dung lại mình hấp. Mà đầy quá, hấp hai chuyến thì mất công. Mình lấy cái bơ này nè, mình đậy lại mình hấp một lần thôi. Hấp 40 phút là chín nha các bạn. Rồi mình hấp bánh được hơn 40 phút luôn rồi nè các bạn. Bánh đã chín rồi, thơm quá xá thơm luôn. Thơm mùi lá. Bánh này ăn nóng mới ngon các bạn ơi. Nên là mình vớt nó ra chừng mấy cái bánh mình. Bánh giò này mình dùng nóng luôn ngon hơn là ăn nguội ha cô chú anh chị em và các bạn. Wow. Bánh rất là dẻo dai, rất là hấp dẫn luôn, quá xá là hấp dẫn luôn. Đây là cái cách gói dài này. Cho một số các bạn mà chưa có biết gói bánh giò, gói cách dài này rất là dễ. Sau khi mà mình dọn cái dĩa bánh ra xong á, cô chú anh chị em và các bạn thấy mình này chia sẻ gói bánh giò chay này dễ và ngon á, thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh á, thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo. Đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem video á, thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon ha. Rồi mình lột cái bánh kiểu như là làm để kinh doanh nè. Wow, này là cái cách gói này là để kinh doanh đó các bạn. Rồi mình sẽ cắt ra một cái bánh giò chay này ăn nóng hổi, kèm thêm một ít nước mắm trắng rất là thơm ngon. Cái bánh giò chay cái nhân không có bị rời rạc khi mình ăn bánh thì sẽ không bị rớt cái nhân, rất là hấp dẫn luôn. Bánh này cũng y vậy luôn á, bánh rất là dẻo mà dẻo kiểu dẻo dai ngon ha. Nè nè, cách gói này vô cùng dễ luôn nè. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm bánh giò chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món bánh giò chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.